Kính thưa quý vị ân nhân và quý ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, chương trình tri ân thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhau đi đốt cuộc đời trao quà xuân năm 2023 đang được diễn ra hơn một tháng nay. Từ đầu tháng 12 năm 2022, khởi đầu là các ông thương phê binh tỉnh miền Trung và miền Tây. Tạ ơn tình yêu Thiên Chúa quan phòng, dù hai năm nay trải qua biết bao khó khăn của dịch bệnh Covid và hệ lụy của nó, làm cho kinh tế khó khăn, biết bao con người mất việc, gia đình ly tán vì tính mạng không còn, nhưng Chúa vẫn gìn giữ chúng ta. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chương trình nhiều ân nhân để chương trình được tiếp tục, và một lần nữa niềm vui mùa xuân vào dịp cuối năm lại được đến với các ông thương phê binh thời Việt Nam Cộng Hòa. Những con người giờ đây chỉ là những ông già nua bệnh tật và cái chết gần kề. Thậm chí có ông còn bị lẫn, không nhớ nổi những khó khăn tủi nhục mà chiến tranh đã để lại cho các ông. Ước mong có một chút quà xuân cho các ông vào dịp cuối năm như một niềm an ủi tinh thần và niềm tri ân biết ơn đến những người lính xưa đã anh dũng hy sinh tính mạng để gìn giữ bảo vệ đất nước miền Nam Việt Nam trước năm 1975, là ước mong của chương trình do quý cha dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ thực hiện. Nhờ ơn Chúa, dù trải qua muôn vàn khó khăn, chương trình vẫn đang tiếp tục, và phần quà có phần nhỉnh hơn mỗi năm một chút đã và đang duy trì hơn 10 năm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu tuôn đổ trên quý cha, những người tổ chức chương trình, quý ân nhân và anh chị em tình nguyện viên niềm vui, sức khỏe và bình an để chương trình được tiếp tục mang niềm vui đến cho các ông thương phế binh như một niềm an ủi lớn lao và một tình yêu to lớn để tri ân và đồng hành cùng các ông khi tuổi đã xế chiều. Trong Kinh Thánh Tân Ước sách Matthew có viết: phúc thay ai có lòng thương xót người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Sau đây là một số hình ảnh của quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tỉnh Sóc Trăng mà chúng tôi ghi nhận được. Dịnh nó mới được. Để buông ra nó ngã. Nè, hai con mắt nó bây giờ đâu có còn thấy nữa. Cục hai tay à, đuôi hai mắt. Nguyễn Văn Thắng là anh của tôi là Nguyễn Văn Nên. Tụi em của ổng lo cho ổng từ đó tới giờ cho mẹ mất. Cục hai tay, đuôi mù hai mắt. Thì tôi cũng xin cảm ơn vài dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ giúp đỡ cho anh tôi được số tiền 3 triệu để xài trong Tết. Cảm ơn chương trình. Tôi phải bên Hà, tên Hà Văn Giả, số quân 49-M02-430. Dòng tay Chúa Cứu Thế cho tôi được 3 triệu cũng đã sống qua ngày đã. Cảm ơn cha Cần Giờ và cảm ơn Mạnh Thường Quân. Đây anh Giả đây, hàng ngày thôi đi bán vé số này, đương ngồi tôi đi đương gặp anh ngoài đường tiền đương trên xe đi bán vé số đây bị mất hết hai chân rồi. Tôi tên Danh Đức, biệt kích 81 KBC 3405, không có số quân, có KBC KBC 3405. Nhờ thờ Cứu Thế đo được 3 triệu là cũng cảm ơn. Giờ cũng năm nay cũng trang trải cuộc sống. Cảm ơn các cha và mấy ân nhân. Đây là anh Danh Đực, biệt kích 81. Anh biệt kích 81 thì không có số quân, chỉ có KBC thôi. Rồi anh còn một chân thì hằng ngày đi bán vé số. Bây giờ rồi lớn tuổi quá rồi đi hết nổi rồi, bây giờ sẽ nằm nhà đây. Rồi cũng nhờ dòng Chúa Cứu Thế cùng ân nhân là năm nay tặng quà thương phê binh được 3 triệu, thì thấy cuộc sống ảnh cũng thấy gia đình cũng vui vẻ,
thấy mặt tươi gói lại đấy không? Có tiền cười à. M03-045 An Dân Tư nhận có chương trình được 3 triệu. Xin cảm ơn. Tôi này gãy hai cái giò hết trơn nè. Tới giờ mà cái lỗ này nó còn rỉ mũ ra đó. Quá trời luôn nè. Hai chân nè. Tôi cảm ơn chương trình. Tôi ở Trần Nhân Ngô số 48-400. Tôi nhận được 3 triệu. Tôi cảm ơn chương trình. Tôi cảm ơn Phú Thế. Ở đây là anh Trần Nhân Gô, đây là gặp mấy cộng sản không đá văng cái giò. Số 41-709 tôi có nhận thêm được chút xíu quà, còn số tiền của mừng ngày dòng chú Quốc Thế năm nay thì gia đình tôi mới được trang trải cũng đỡ lắm. Tôi cảm ơn chương trình là chú Quốc Thế. Xin ngày tôi cảm ơn chương trình luôn. Vậy được rồi. Đây là Phế Bên tặng chương trình nè. Nhà trống trước trống sau. Nói ngay anh em đây có được cái phần quà nữa. Mừng lắm. Còn này dễ thương quá. Ổng giờ này đó, nó chưa có lành. Nó còn chảy mũ ra hoài cái chỗ này nè. Đây. Chị lại ngồi. Rồi anh, đây là anh Nguyễn Ngọc Quyền nè. Chào anh. Qua được kia. Mà xin chào, tôi là vợ của chồng tôi được chút ít quà Tết. Quà gì tôi cảm ơn lắm, để có chút ít để lo cho anh Quyền gì tôi cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn và cảm ơn nhiều. Rồi, có gì đây? Rồi, chào đâu coi, sếp chào cái coi. Ừ. Rồi, chào. Nói không được, bây giờ bị mà tai biến, nó muốn thụt lưỡi. Rồi cái chân thì bị xe cán gãy cái chân, chẹp bên cái chân này, giờ cong vòng đâu có đi đâu được nữa. Không có đi bán vé số được. Nằm chỗ không rồi, ăn còn đút nữa đó. Rồi, xe đây. Xe lăn đem ra phơi đó, nằm chỗ. Mới tắm rồi đó, mới nhỏ nó kinh nó cầm. Thương Bế Binh, Quỳnh Văn Dây, số quân 820036. Nhận tiền 3 triệu. Hữu Phước, con Trần Ngõ Hiệp nhận quà dùm ba con nằm bệnh viện ba triệu. Ba triệu.